trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ. Chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và trên thế giới. Chúng tôi rất hoan nghênh những nhà khoa học từ mọi miền trên thế giới đến với Việt Nam. Thay mặt đảng, nhà nước, một lần nữa tôi nồng nhiệt chào mừng quý vị đã đến với Việt Nam. Hy vọng quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị, dành nhiều tình cảm cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Tôi trân trọng chúc mừng các nhà khoa học vinh dự, vinh danh trong ngày hôm nay. Bên thềm năm mới 2024, một lần nữa chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đã đến Hà Nội, thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến, đất nước của lòng hòa hiếu, mến khách và yêu chuộng hòa bình. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của một dân tộc khao khát hòa bình, độc lập để phát triển đất nước, đi lên từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, với nhiều vết thương cần hàn gắn, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp. Đến nay, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi xác định tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn, đó là phấn đấu đến năm 2030, là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Chúng tôi cần khơi dậy các nguồn lực, vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu và những vấn đề nội tại cần phải giải quyết. Khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc gia và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Lịch sử nhân loại đã làm sáng tỏ một chân lý: cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học và khoa học soi đường cho cuộc sống. Thật vậy, khoa học đã giúp con người hiểu biết về chính mình và cung cấp những giải pháp để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khoa học càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Thế giới của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa con người: biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói nghèo, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, vân vân. Các thách thức toàn cầu ấy dạy cho con người khiêm tốn hơn trong ứng xử với mẹ thiên nhiên và các nền văn minh, nhưng cũng đòi hỏi con người phải dũng cảm vượt qua những giới hạn, rào cản, định kiến để cùng hợp tác với tầm nhìn rộng mở, tìm kiếm những giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho một hành trình phát triển mới, bền vững và nhân văn. Sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học mang trong mình sức mạnh của tri thức và tình yêu nhân loại. Với những nhà khoa học chân chính, biểu tượng của phẩm giá và trí tuệ loài người, các giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu trong lao động, mà chính khao khát tìm lời giải cho cuộc sống bằng tình yêu thương nhân loại và đam mê nghiên cứu với tinh thần phụng sự và cống hiến. Mỗi nhà khoa học và công trình của mình đã trở thành một câu chuyện đẹp, xứng đáng được tìm kiếm và vinh danh. Các nhà khoa học tài năng bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai huy hoàng của cuộc sống loài người, mang đến cho giới trẻ động lực lớn lao và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân vì hạnh phúc của con người.
giá trị của giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn, tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người. Người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý trí thức, trân trọng nỗ lực của những doanh nhân có tình yêu tổ quốc, có tầm nhìn ra thế giới và có trách nhiệm xã hội. Thưa quý vị, khoa học mở ra con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây trong sự trân trọng, mến mộ, đoàn kết, thân ái. Trên chùa Phật Quang ta vậy, mỗi lần mà lễ thành đạo rất là đông. Thì nào giờ thì thầy không có nói, thôi kệ Phật tử đến đông là quý thôi, không cần phải khoe. Nhưng sau này bắt đầu thầy cứ khoe, cứ viết đưa lên báo, báo điện tử, khoe lên là trong buổi lễ này được đông người đến như vậy. Đến chi vậy? Để cho các chùa khác sao làm theo, để cho các chùa khác thấy rằng là Phật tử rất thích lễ thành đạo. Mà nếu các chùa tổ chức được lễ thành đạo thì ta mới gieo lại cái nhân đắc đạo cho chúng sinh. Chứ còn bây giờ thầy nói tổ chức lễ Phật đản, sự thật không gieo nhân đắc đạo nhiều cho chúng sinh đâu. Ta chỉ ca ngợi cái sự vinh quang Đức Phật, thì sau này mình có cái phước được người ta tôn vinh mình chút. Hoặc là làm lễ Vu Lan thì cũng chỉ làm cái lễ nhắc về đạo đức thôi. Nhưng mà nếu dự lễ thành đạo, tôn vinh sự thành đạo của Phật, thì ta mới có cái nhân thành đạo, đắc đạo nơi chính mình. Mà nếu các chùa đều làm được như vậy hết thì cái nhân đắc đạo nó tràn lan trong cuộc đời này. Cho nên sau này bắt đầu thì cho khoe luôn, là nói rằng mỗi lần lễ thành đạo chùa ta đông 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 như vậy, đến chi để các chùa khác phải đồng làm hết. Và bây giờ thầy rất là mừng là nhiều chùa đã bắt đầu làm lễ thành đạo. Có lần trên báo điện tử thì đọc, cái thầy thấy có một cái chùa bên Mỹ cũng làm lễ thành đạo, mà xem trong hình chỉ có đứng có 10 người thôi, chỉ có 10 Phật tử tới để dự lễ thành đạo. Thầy vừa thương mà vừa xót. Thương là sao? Thầy đã rất thiện chí, dù ít người vẫn tổ chức lễ thành đạo để gieo cái phước cho chúng sinh. Xót là sao? Xót là ít người quá. Nhưng mà thôi, từ từ rồi người ta sẽ ý thức. Tại vì lỗi là do quý thầy mình đã quá nhiều năm, quá nhiều thế hệ không làm lễ thành đạo một cách trang trọng nên mọi người quên. Bây giờ chùa Phật Quang mình dựng lại cái lễ thành đạo long trọng để gieo cái nhân đắc đạo cho mọi người. Ai mà về đây dự cái lễ thành đạo là đều có cái nhân đắc đạo về sau. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là người đến sau. Anh không muốn mang tiếng là kẻ cướp người yêu của bạn mình. Không sao đâu anh, em tự nguyện mà. Thank you.
Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là người đến sau. Anh không muốn mang tiếng là kẻ cướp người yêu của bạn mình. Không sao đâu anh, em tự nguyện mà. Người yêu của bạn mình. Không sao đâu anh, em tự nguyện mà.